Rồi bây giờ cái sprayer thì các bạn đã biết rồi, có nghĩa là trong trường của mình các bạn đều thấy toilet đều có sprayer. Như vậy các bạn qua bệnh viện này các bạn thấy các toilet có sprayer không? Có không? Các bạn đã đi toilet ở bệnh viện này chưa? Chưa đi, Y43 mới qua chưa đi. Y46 mới qua chưa đi, nhưng Y43 đi nhiều rồi. Các bạn hỏi các bạn Y43 là có không? Các cái toilet ở bệnh viện này có sprayer hay không? Anh Thịnh có thể đại diện trả lời. Có hay không? Ok, đây là vấn đề. Kế tiếp, ta nói đến bài rồi. Ta hỏi tất cả các bạn nữ ngồi đây đều biết bài đấy không? Ai biết đưa tay lên. Không ai biết hết. Vậy sau bữa học hôm nay về, trong giỏ của các bạn chắc chắn sẽ có bài đấy không? Chắc chắn có hay không? Mời bạn Bảo Huyền ngồi xuống. Mời bạn nữ này. Tên gì đó? Mạc hả? Mạc Thị. Rồi mời bạn tiếp tục. Em hiểu gì về bài đấy và cái tầm quan trọng của bài đấy đối với học sinh nữ, sinh viên nữ, đặc biệt là khi đi du lịch như thế nào? Như vậy sau buổi học hôm nay, mời bạn ngồi xuống. Các bạn có thể mua một chai nước Aquafina gì đó, giá 6.000 đồng. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ dùng một cái lõi sắt, bạn đun nóng và các bạn đục một lỗ. Bạn đừng đục bằng dao hay là bằng dùi, và bằng cái sắt bỏ vô bếp á. Rồi ẩn vô một cái, thế là bạn đã có bài đấy. Được chưa? Có tốn một bạn nào không? Không. Em tốn 6.000, nồ 6.000 là em uống hết rồi. Còn là cái chai mà. Hiểu được chưa? Như vậy, tới đây ta sẽ hỏi một câu nữa. Thế ở nhà em có, mọi người trong gia đình em nữ có biết xài bài đó không? Vậy sau bữa học hôm nay em có giúp mẹ mình, em gái của mình, bà ngoại của mình biết cách xài bài đó được không? Nếu bà ngoại bây giờ khoảng 75 tuổi mà dạy bà xài bài đó có khi hơi bị khó. Tại vì bà nói 75 năm nay tao đâu có bài đó đâu, tao cũng đâu có sao. Giờ tự nhiên tụi bay bài cho tao cái bài đất này làm gì cho mệt vậy? Được chưa? Tuy nhiên chúng ta thấy bài đất rất là cần thiết khi đi tiêu ở người phụ nữ. Được chưa? Vấn đề là các bạn phải biết xịt từ đâu tới đâu. Được chưa? Thế thôi. Tự tay các bạn bóp cái bài đất mà. Được chưa? Như vậy.